Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về hóa học các bạn. Hôm nay mình nói về cách tính hóa trị của các nguyên tố, được chưa? Thì đây là một dãy những cái hợp chất các bạn cần tính hóa trị của nguyên tố K nè, S nè, C nè và Ca giúp mình. Thì để tính được hóa trị của các nguyên tố đó thì các bạn, thứ nhất các bạn phải nhớ hai cái nguyên tố mà các bạn đã biết hóa trị, đó là H có hóa trị là một ký hiệu bằng La Mã, ok chưa? Và oxy được ký hiệu bằng hai gạch, hai La Mã hóa trị ha. Đó là cái kiến thức cần nhớ thứ nhất. Thứ hai là các bạn phải nhớ đến cái công thức tính hóa trị của nguyên tố, thì các bạn nhớ giúp mình đó là AXBY. Đây, AB là tên nguyên tố, XY là số lượng hay là chỉ số nguyên tử của nguyên tố đó, và A nhỏ B nhỏ là hóa trị. A là hóa trị của A lớn, B là hóa trị của B lớn. Thì các bạn nhớ giúp mình quy tắc nha các bạn, quy tắc hay còn gọi là công thức, thấy chưa? Đây, ngược chiều kim hoặc, đó là gì ạ? X phần y bằng b phần a, một công thức. Hoặc các bạn có thể nhớ là x nhân a, hoặc là a nhân x bằng b nhân y, trên nhân dưới bằng trên nhân dưới, thấy chưa? Hoặc nè, hoặc các bạn nhớ là a nhân x bằng b nhân y. Hai cái công thức này là như nhau nha các bạn, như nhau thôi, ok chưa? Rồi thì bắt đầu vào đây, thì mình nhớ giúp mình H hóa trị là một nè, oxy hóa trị là hai nè, được chưa? Thì ở dưới đây chỉ số mà các bạn không thấy gì hết đó chính là một nha các bạn, một, ok chưa? Rồi các bạn dùng quy tắc ngược chiều kim hồ giúp mình. Đây. Rồi, cái này chưa có mình đặt là chữ A các bạn. Cái nào chưa có mình đặt là chữ A đi. Cái nào chưa có mình đặt là chữ A hết đi cho nó gọn. Được chưa? Rồi, quy tắc ngược chiều 1 trên 1 1 phần 1 bằng 1 phần phần A. 1 nhân A suy ra A nhân 1 bằng 1 nhân 1. Được chưa? Để suy ra A bằng 1. Vậy kali có hóa trị là một, được chưa? Ký hiệu bằng chữ La Mã giúp mình, xin lỗi chỗ này là La Mã nha, hóa trị được ký hiệu bằng chữ La Mã. Thì tương tự đây, thì H2S thì quy tắc ngược chiều kim hoặc, đây hóa trị một, đây A, thì hai phần một bằng a phần một giúp mình. Rồi, nhân chéo nha, A nhân 1 bằng 2 nhân 1. Vậy A nhân 1 bằng A, 2 nhân 1 bằng 2. Vậy A có hóa trị là 2. Vậy S có hóa trị là, S có hóa trị là 2. Ok chưa? Hoặc là các bạn có thể tính cái này, mình chỉ cho các bạn biết được, xác định. Mình chỉ nha, đây là cách để các bạn xác định được các bạn tính cái hóa trị đó đúng hay sai. Ví dụ như CH4 nè, đây 1 nè, các bạn nhìn nè, đây 1 thì đây 1, vậy hàng này sẽ là 4, ok chưa? Chúc các bạn tính ra 4 thì các bạn đã xác định là đúng. Rồi, tiếp tục CaO thì các bạn đây là 2, mà đây có 1 à, được chưa? Vậy là 2 mà đây có 1 à, vậy nó bị giảm mấy à? giảm 2 thì tương đây, đương nhiên đây 1 thì đây phải 2 đó, nghe chưa? Mình kiểm tra lại, 2 nhân 1 bằng 2 nhân 1, 4 nhân 1 bằng 1 nhân 4, ok chưa? Đó là cách để kiểm tra hóa trị khi các bạn tính bằng cái công thức này hoặc là công thức này, coi có đúng hay sai thôi các bạn. Đó là cách tính hóa trị của nguyên tố, nghe chưa? Rồi, mình nhắc lại lần nữa, để tính hóa trị của nguyên tố được tốt thì bạn, thứ nhất các bạn phải nhớ hai cái nguyên tố cơ sở, đó là H
hóa trị là 1, ô hóa trị là 2. Và cái công thức tính hóa trị của nguyên tố là x phần y bằng b phần a, x phần y bằng b phần a, hoặc là a nhân x bằng b nhân y nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.